Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì ngày hôm nay đó, có thể thường chỉ làm một cái video ngắn này thôi Tại vì tối nay thường bộ một số công việc Cho nên hôm nay đã muốn chia sẻ một số thông tin với các bạn Hôm nay là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Thật ra chúng ta cũng không có những cái thông tin nào gọi là nổi bật và lớn hết Nhưng mà cũng có một số thông tin Có thông tin tốt, có thông tin xấu mà thường muốn chia sẻ với các bạn Thì trước hết chúng ta hãy nói tới thông tin liên quan tới Binance Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và đương nhiên nếu như bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta thấy được đó là hôm nay đó có thông tin đến từ sàn Binance.com Thì như bạn cũng đã biết là gần đây đó chúng ta có một số những cái nền tảng như là Binance, như là FTX thì họ có cho phép một số người đó giao dịch những cái token chứng khoán Bắt đầu đó các bạn có nên nhớ là bắt đầu từ chứng khoán thường nhớ là Coinbase Sau đó chúng ta có Tesla và một số những cái mã chứng khoán khác Thì đây là một trong những cái nhu cầu mà có rất nhiều Tại vì một những câu hỏi mà thường thường nhận được từ các bạn Đó chính là làm sao để chúng ta có thể tham gia vào để mà đầu tư chứng khoán của Hoa Kỳ Tại vì các bạn có thể biết là các bạn ở một quốc gia khác mà muốn mở một cái chương mục ở chứng khoán Hoa Kỳ đó Thật sự rất là khó Cho nên khi mà những cái sàn như là Binance và FTX đó, Họ có những cái mã chứng khoán Thì nhiều người đã sử dụng Nhưng mà đáng tiếc là thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay Đây là thông tin chính thức được chia sẻ Bởi Binance ngày 16 tây tháng 7 Thì các bạn thấy được là sàn Binance Đã ra quyết định là bắt đầu ngay lập tức Họ sẽ không tiếp tục cho mua Những cái token chứng khoán Ở trên sàn Binance nữa Và hiện bây giờ đó thì những người nào mà đang lưu trữ token chứng khoán đó vẫn có thể bán hay là vẫn có thể tiếp tục giữ trong vòng 90 ngày thì cái ngày cuối cùng á, mà họ không cho tiếp tục giữ nữa đó chính là ngày 14 tây tháng 10 năm 2021 nghĩa là nếu các bạn đang lưu trữ token chứng khoán các bạn có thể lưu trữ trong vòng 90 ngày và cho đến cái ngày 14 tây tháng 10 đó nếu các bạn không có làm gì hết thì ngày 15 tây tháng 10 năm 2021 thì tất cả những token đó sẽ bị bán bởi Binance.com và đương nhiên tiền sẽ về chương mục của các bạn Nhưng mà các bạn không thể nào mà tiếp tục lưu trữ những cái token chứng khoán này Đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Binance Và Binance nói đó là trong thời gian này đó thì cái công ty mà hợp tác đó Các bạn có thể nhớ là những token chứng khoán này đứng sau lưng à, Là công ty ở Thụy Sĩ là CM Equity AG thì công ty này là công ty mà cung cấp cái mã chứng khoán cho sàn Binance và các bạn thì được là những người nào mà lưu trữ đương nhiên các bạn có thể hưởng lợi ích đến từ lợi tức vân vân nhưng mà bây giờ đó thì binance không tiếp tục cho các bạn sử dụng những cái mã chứng khoán đó nhưng mà cm equity ag công ty sau lưng đó sẽ có một cái nền tảng nếu như các bạn muốn tiếp tục để mà sử dụng thì phải qua nền tảng mới đương nhiên bây giờ nền tảng mới này đã nói là có cái ban hoạt động ở châu âu cho nên chúng ta không biết được là những người châu á có thể tham gia hay là không nhưng mà đây là thông tin đến từ binance cái mà thuận muốn biết cái đây đó là các bạn thấy là đương nhiên lý do tại sao mà binance com không thể tiếp tục để mà cho mọi người sử dụng những mã chứng khoán token nữa tại vì liên quan đến là bằng hoạt động sang binance có thể không có bằng hoạt động để mà cho những người mà tham gia vào để mà mua những cổ phần chứng khoán này ở trên mạng lưới của binance com nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói thông tin đến từ sàn FTX Tại vì sàn FTX cũng có những cái token chứng khoán tương tự Nhưng mà chúng ta vẫn chưa nghe nói tới là sàn FTX sẽ có những cái quyết định như thế nào Nhưng mà đây là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến token chứng khoán ở trên Binance.com Ngay lập tức bây giờ sẽ không thể tiếp tục mua và có thể giữ trong vòng 90 ngày Nhưng mà ngày cuối cùng mà các bạn không bán đó là ngày 14 tháng 10 thì một ngày sau đó có nghĩa là ngày 15 tháng 10 thì sẽ bị bán và không thể tiếp tục lưu trữ nữa chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin kế tiếp đi đây là một cái thông tin mà cũng gây ra cái nhiều cái sự tranh cãi bây giờ một lần nữa là khi John Yu của tiếp tục hoa chia sẻ một số những cái biểu đồ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì những cái biểu đồ này đó để đó là các bạn thấy được là chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng về cái số lượng bitcoin nạp lên sàn đến từ những cái con cá voi những người mà có nhiều bitcoin thì đây là cái tình hình hiện tại cái mà khi John Yu chia sẻ ở đây chính là khi mà các bạn nhìn vào đây là cái chương mục crypto khoan của thuận thì cái mà được chia sẻ ở đây là một cái biểu đồ mà các bạn thấy là bên trên này đó cái đường màu trắng đó chính là cái giá của bitcoin và bên dưới này đó ở màu xanh đó, đó chính là các bạn thấy được cái chỉ số nếu như mà trên con số 85 đó thì có dấu hiệu là nhiều cá voi đẩy những cái đồng bitcoin lên trên sàn giao dịch và đối với khi dân diêu đây là dấu hiệu xấu và dựa theo thông tin được chia sẻ thì tình hình bây giờ đó ngày 16 tháng 7, có nghĩa là ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy một lần nữa là có nhiều cái dấu hiệu là những cá voi đẩy bitcoin lên trên sàn cho nên các bạn thấy được là cái đường mà màu trắng trên màn hình đó thì các bạn thấy là chúng ta thấy là cái đường màu xanh đó, thì trên đường màu trắng nghĩa là chúng ta trên con số là 0,85 thì nhìn lại đó các bạn thấy được là năm 2020 thì dẫn chứng được chia sẻ bởi khi John Yu đó chính là chúng ta nhìn vào tháng 3 của năm 2020 thì tình trạng cũng tương tự là cái đường màu xanh này đó trên con số 0,85 và sau đó chúng ta thấy được là giá cả Bitcoin đã có cái xu hướng đi xuống ở thời điểm đó kế tiếp nữa đó đó chính là một cái ví dụ khác nữa được chia sẻ là tháng 11 của năm 2018 thì cũng tương tự cái đường màu xanh bên dưới này đó là trên cái đường màu trắng và sau đó đã dẫn đến là giá cả đã đi từ 6.000 tới 3.000. Và chúng ta nhìn thêm một cái ví dụ nữa là những cái thời điểm mà cái đường màu xanh này đó bên dưới đường màu trắng đó có nghĩa là dưới 0.85 thì đó là những lúc mà giá cả tăng trưởng mạnh. Thì ý của Kyon Yu nói đây là chúng ta nhìn vào tình hình hiện bây giờ thì Kyon Yu của Crypto Khoan tin tưởng là chúng ta sẽ thấy à, giá cả tiếp tục đi xuống tại vì có nhiều cá voi đẩy Bitcoin lên trên sàn. Thì Điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó Nhiều người đã chỉ ra được đó là không phải lúc nào cũng vậy Khi mà chúng ta nhìn lại đó Thì cái đường màu xanh này là đại diện cho cái suy nghĩ số đông Của những người mà lưu trữ như khôi. Như là các bạn thấy là người này chỉ ra được là Nhìn vào quá khứ đó Như chúng ta nhìn thấy là tháng 5 đi Thì thời điểm mà cái đường màu xanh này dưới 0,85 thì đối với lại nhân dư của Kiếp Khoan thì nghĩ là dưới 0,85 là cái thời điểm là giá cả tăng tại vì không có nhiều dấu hiệu là nhiều Bitcoin đẩy lên sàn từ những ví mà có nhiều Bitcoin nhưng mà ngược lại thì các bạn thấy được là dưới 0,85 nhưng mà giá cả vẫn đi xuống và ngược lại các bạn thấy được là thời điểm mà tháng 6 đó có rất nhiều thời gian cái đường màu xanh này đã trên đường màu trắng nghĩa là trên 0,85 nhưng mà như thế nào giá cả đi hàng ngang chứ không có dấu hiệu là đi xuống cho nên ý của Andre ở trên Twitter thì nói là khi John Yu chia sẻ bài này thì cũng không đúng lắm và những cái sự chia sẻ này sẽ gây ra nhiều cái sự hoảng loạn hơn Đối với mọi người Tại vì chúng ta nhìn vào lịch sử đi Thì để chưa à, các bạn thấy được Là chúng ta bây giờ hãy trở lại đi Trở lại cái thời điểm trước đây Thì các bạn thấy được là thời điểm này đó Là cái thời điểm nào Thời điểm này là cái thời điểm hồi tháng 10 Của năm 2020 Thì các bạn thấy được trên màn hình đó thường cho các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trên màn hình Thì các bạn sẽ thấy là có cái thời điểm đó Là trên 0.85% thì chúng ta nhìn vào hồi tháng 10 đi thì 0,85 là cái đường mà các bạn đang thấy trên màn hình rất nhiều thời gian hồi tháng 10 chúng ta thấy được là thậm chí là tháng 12 cái số lượng mà Bitcoin đẩy lên sàn đến từ những ví mà có nhiều Bitcoin đó thì rất là nhiều liên tục các bạn thấy được là cái đường màu xanh đó thì trên cái con số 0,85 nhưng mà giá cả như thế nào giá cả vẫn tăng trưởng có nghĩa là cách đọc của khi dòng Yu về cái phương diện là hiện bây giờ là có nhiều ví đẩy Bitcoin lên sàn thì là đúng nhưng mà cái suy nghĩ là nhiều ví đẩy lên sàn sẽ dẫn đến giá cả là Bitcoin đi xuống thì điều này không phải lúc nào cũng như vậy. Đó là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng một điều khác thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là tình hình bây giờ đó thì cái sự hứng thú đối với Bitcoin đã giảm đi rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu Google Trends là bao nhiêu người đang đi tìm kiếm từ Bitcoin ở trên Google thì các bạn thấy được. Đây là cái tài liệu 5 năm thì đây là con số từ 0 tới 100 thì lúc nào cũng là từ 0 đến 100 thì các bạn thấy được là cái mức trong vòng 5 năm qua đó mà có nhiều người hứng thú tìm kiếm từ bịch kho nhất đó chính là cái thời điểm là tháng 12 của năm 2017 so với lại cái đợt tăng trưởng này đó thì các bạn thấy được là chúng ta chưa thấy cái dấu hiệu là nhiều người hứng thú tìm kiếm bằng cái thời điểm ở tháng 12 của năm 2017 và thậm chí là các bạn thấy được là cái điểm cao đó của đợt này đó là các bạn thấy là cái thời điểm là khoảng chừng là tháng 5 của năm 2021 này Sau đó, đó cái sự hứng thú tìm kiếm từ Bitcoin đã giảm xuống rất là nhiều Bây giờ thực sự mới nói là ít người đi tìm kiếm từ Bitcoin hơn mà thật ra các bạn cũng có thể thấy được là cái sự hứng thú nói chung của nhiều người bây giờ đã có nhiều người nản Và đã có nhiều người đã rời khỏi thị trường này Tình hình bây giờ là không còn có còn cái sự hứng thú cao nữa Chúng ta cần phải có một cái tin tức gì đó thu hút thêm nhiều người vào và thực ra mà nói nó tin tức chứ chỉ là một phần mà thôi tại vì các bạn thấy được là không có gì khiến cho nhiều người hứng thú muốn tham gia vào thị trường này hơn là các bạn thấy người ta kiếm được tiền nghĩa là các bạn thấy là thị trường này có thể là có thông tin tốt có thể là có quốc gia này chấp nhận công ty kia thu mua nhưng mà điều đó chỉ làm cho những người mà đang ở trong thị trường này có hứng thú và phấn khởi hơn như thường sẽ chia sẻ thêm một thông tin với các bạn kế tiếp như là nếu các bạn mà nhận được cái thông tin là công ty Apple, công ty Google mua Bitcoin thì đương nhiên những người trong thị trường này sẽ phấn khởi hơn và sẽ đẩy giá lên. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết mà chúng ta muốn nhiều người tham gia vào đó đó chính là không có gì mà thúc đẩy người mới tham gia vào hơn là người mới thấy bạn bè của mình, gia đình của mình kiếm được tiền. Đó là cái cách mà nhanh nhất. Các bạn có thể nhìn thấy được là thời điểm mà cái đây vài tháng khi mà nhiều người đổ vào thì lý do tại sao? Tại vì họ thấy được những người mà họ quen biết kiếm được tiền ở thị trường này cho nên họ cũng không có thể nào kiềm chế được mà họ cũng muốn đi vào thị trường này để mà có thể kiếm được lợi nhuận. Đó là cái cách thu hút người mới nhanh nhất. Bây giờ thị trường nó ở cái thời điểm mà giá cả đi ngang như thế này đó, thực sự mà nói các bạn cũng đã biết là cái thời điểm mà khiến cho nhiều người nản nhất và ít người quan tâm đến thị trường này khi mà chúng ta thấy giá cả tăng trưởng mạnh thì đương nhiên mọi người đều phấn khởi hay là ngược lại giá cả đi xuống mạnh thì cũng gây ra nhiều cái sự ồn ào nhiều cái sự ồn ào cho thị trường này nhưng mà khi mà giá cả đi hàng ngang đó đó chính là lúc mà nhiều người cảm thấy nhàm chán nhất là cái thời điểm mà nhiều người ít quan tâm tới nhất nhưng mà nhìn vào quá khứ những cái thời điểm mà giá cả đi hàng ngang tình hình thị trường khá là im lặng và chúng ta thấy cái sự hứng thú không nhiều thật ra là những cái thời điểm tốt để mà tích lũy đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta thấy được là tuần này đó chúng ta vẫn còn những cái thông tin như là liên quan đến cái số lượng cổ phần của GBTC Grayscale Bitcoin Trust à, cổ phần đó sẽ được unlock và các bạn thấy được cái ngày unlock nhiều nhất là ngày nào các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đó chính là cái ngày mai để thường cho các bạn thấy được là ngày 17 tây Tháng 7 năm 2021 này, ngày mai ở Hoa Kỳ là chúng ta có cái số lượng cổ phần của GBTC unlock nhiều nhất tương đương với là 16.000 Bitcoin. đương nhiên không phải là Bitcoin unlock, chỉ là cổ phần của GBTC unlock mà thôi. Và một ngày sau đó nữa các bạn thấy được là ngày kế tiếp là ngày 19 tây thì có à, tương đương là 8.000 760 Bitcoin được unlock nhưng mà đương nhiên một lần nữa là cái cổ phần của GBTC unlock chứ không phải à, là Bitcoin unlock Nhưng mà các bạn thấy được là nhìn thấy á thì sau khi mà ngày 17 ngày 19 tây à, cuối tuần này đó, sau đó thì tuần sau các bạn thấy là không có những cái à, sự nguy cơ liên quan đến cái số lượng lớn cổ phần GBTC unlock nữa thì cái nguy cơ hay là cái sự lo lắng liên quan đến cổ phần GBTC unlock sẽ như thế nào? Sẽ giảm xuống rất nhiều sau cuối tuần này có phải là giá cả tuần này bị đẩy xuống hay là bị kiềm chế ở cái mức thấp gần 30.000 tuần này tại vì nhiều người cần phải đi mua lại Bitcoin để mà trả lại những nơi vay mượn hay không chúng ta cũng không biết nhưng mà về cái phương diện là GBTC đó thì tuần sau chúng ta đã qua cái sự kiện này rồi nhưng mà không phải thông tin nào ngày hôm nay cũng là thông tin xấu các bạn thấy được chúng ta cũng có những thông tin rất là tốt như là chúng ta thấy được là chúng ta nghe nói tới À, thông tin được chia sẻ bởi Condes là họ có thông tin là ngân hàng lớn thứ nhì của Hoa Kỳ là Bank of America thì đã bắt đầu cho một số những cái khách hàng của họ giao dịch Bitcoin Futures, nghĩa là hợp đồng tương lai của Bitcoin và họ sẽ sử dụng Bitcoin Futures của sàn CME. Bây giờ đó, dựa theo Condes họ đã có hai người xác nhận được. Đương nhiên, đây là thông tin mà ngân hàng Bank of America vẫn chưa có công khai và họ đã liên lạc với ngân hàng Bank of America nhưng mà Bank of America bây giờ thì lựa chọn là không chia sẻ thêm chi tiết Nhưng mà bây giờ, đây là một thông tin coi như là đã xảy ra là bây giờ ngân hàng Bank of America đã bắt đầu cho một số khách hàng giao dịch Bitcoin Future thông qua cái hợp đồng của CME Nhưng mà bây giờ chỉ là một số những khách hàng nhỏ mà thôi Thuận thì nghĩ là thông tin này có thể là chỉ liên quan đến là họ đang thử nghiệm để có thể xem coi là hoạt động như thế nào và thực ra mà nói các bạn thấy được là đây là một bước tiến tới rất là tốt đối với ngân hàng Bank of America một trong những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ mà nhiều năm qua không thích thị trường này thậm chí các bạn cũng nên nhớ là năm 2018 nhưng mà nào mà ở trong thị trường này thời điểm đó cũng đang nhớ cái thông tin là ngân hàng Bank of America không cho phép những nhân viên tư vấn tài chính đụng tới Bitcoin hay là những cái sản phẩm liên quan tới Bitcoin bây giờ đó đã bắt đầu cho giao dịch hợp đồng tương lai coi như là một bước tiến tới rất là đáng kể và ngoại trừ liên quan tới ngân hàng Bank of America chúng ta cũng có thêm một người nữa đứng ra ủng hộ Bitcoin đến từ chính phủ Hoa Kỳ đó chính là thị trưởng của thành phố Jackson tiểu bang Tennessee thì thông tin là thị trưởng của thành phố Jackson nói là đang tìm hiểu làm sao để có thể cho người dân đóng thuế bất động sản bằng Bitcoin và cho phép nhân viên chung bình giá Bitcoin thì thường nghĩ ý ông ta nói đây là làm sao để cho phép nhân viên của nhà nước có thể đầu tư Bitcoin bằng cách là trung bình giá và đây là cái thông tin được chia sẻ bởi cái Twitter chính thức của thị trường Scott Conger của thành phố Jackson ở tiểu bang Tennessee. Và đây cũng phải là cái thị trường đầu tiên của Hoa Kỳ ủng hộ Bitcoin hay không thì không phải. Các bạn còn nên nhớ là bây giờ chúng ta có rất là nhiều người trong chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ chúng ta nói tới thị trưởng thì có thị trưởng Scott Conger của thành phố Jackson Tennessee chúng ta có thị trưởng của Miami ở tiểu bang Florida chúng ta có thống đốc của Texas chúng ta có những nghị sĩ như là Tom Emmer hay là chúng ta nói tới nghị sĩ Senator Loomis chúng ta cũng có những người làm việc ở SEC rất ủng hộ đương nhiên các bạn thấy là chúng ta mới vừa nói tới thông tin liên quan tới những ngân hàng lớn cũng đã bắt đầu nghiêng về Bitcoin crypto cái điều mà kỳ diệu đối với Bitcoin thì các bạn thấy được là mọi người mọi nơi bất cứ là các bạn là ở góc cạnh nào ở trong xã hội cũng có thể kiếm được à, cái lý do tại sao mà các bạn nên ủng hộ thị trường này như là các bạn á, là một nhà đầu tư thì đương nhiên các bạn muốn kiếm lợi nhuận từ việc là mua bán bitcoin các bạn à, là một người mà sợ lạm phát thì bitcoin cũng là một công cụ để mà chống lại lạm phát các bạn là một ngân hàng thì Bitcoin cũng có thể mang đến lợi nhuận bằng cách là các bạn cung cấp những dịch vụ như là giao dịch Bitcoin, lưu trữ Bitcoin cho khách hàng để mà kiếm được lợi nhuận. Các bạn là một thành phố, một tiểu bang thì các bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách là đánh thuế Bitcoin, thu thêm những công ty liên quan tới crypto Bitcoin đến thành phố hay là tiểu bang của bạn để các bạn có thể có thêm công việc làm. Cho nên các bạn thấy được là bất cứ à, là bạn là một người đứng ở vị trí nào trong xã hội cũng có thể kiếm được lý do tại sao lại cần phải ủng hộ bitcoin cho nên các bạn thấy được là càng ngày chúng ta lại càng nghe nói tới những thông tin tương tự như là chúng ta vừa nói tới mỗi người à, ủng hộ bitcoin đều có lý do khác nhau nhưng mà điều quan trọng là càng ngày lại càng có nhiều người đến từ những tổ chức đầu tư đến từ những công ty đến từ chính phủ hoa kỳ ủng hộ bitcoin hơn chứ không phải là bitcoin bây giờ chỉ dựa vào những nhà đầu tư như là thùng và các bạn nữa bitcoin bây giờ đã bước vào một cái giai đoạn mới rồi và đây là những cái thông tin mà muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay à, thùng hy vọng là các bạn thích cái thông tin này cũng như bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Hay là bạn là một người mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể giảm 20% với giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà đăng ký vào sàn margin bybit hay là sàn LMT và các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để mà đăng ký group tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tìm hiểu những cái sàn như là ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US vân vân những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn